Vâng, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và trên màn ảnh quý vị đang theo dõi là ba sản phẩm tủ rượu bằng chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi. Và ba sản phẩm ngày hôm nay thì em đang trong quá trình là hoàn thiện phần cuối cùng là phần lắp gương kính nha anh chị nhé. Thì ba sản phẩm này thì em làm cho hai khách hàng ở trên thành phố Hà Nội. Và ngày 21 tháng 9 thì em sẽ bàn giao. Thì đây là ba sản phẩm, trong đó thì có hai chiếc là góc 60 và một chiếc là góc 70 nha anh chị nhé. Và toàn bộ là hàng rất là dày và hoàn thiện rất là kỹ càng. Và đây là cái sản phẩm mà em đã lắp đèn để trang trí thêm đó. Và sau khi lắp kính thì em sẽ lắp cả đợt kính và gương chiếu hậu để tăng độ phản chiếu. Thì những cái sản phẩm tủ rượu thì nó có công dụng rất là lớn, đó là để trang trí cho phòng khách cũng như là để vào những góc trống thì nó sẽ rất là đẹp anh chị nhé. Và bên trong thì anh chị có thể để rất là nhiều vật dụng như là chai rượu, cốc ly hay là những món đồ lưu niệm, đồ trang trí. Và bên trên thì em lắp một chiếc đèn đây ạ. Đó, một chiếc đèn ở bên trên. Và toàn bộ hậu thì em làm cũng bằng chất liệu gỗ hương đá nha anh chị nhé. Và thông tin chi tiết thì anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho xưởng em theo hai số hotline, đó là 0968 82 từ quý 0 và 0868 82 từ quý 0. Và những cái sản phẩm tủ rượu thì em làm cũng như là thiết kế thì gồm có hai cục. Đó là cục trên là phần cục kính và phần bên dưới là phần cảnh đục anh chị nhé. Đó, phần bên dưới là phần cảnh đục. Và đây là chiếc tủ rượu 70 hàng siêu VIP đục te. Ván cánh và ván hồi thì em làm với độ dày là 3 phân đấy ạ. Đục tích là mai điểu, tùng hạc và trúc trích. Và khung cánh thì làm với độ dày là 3 phân rưỡi. Chọn gỗ rất là đều anh chị nhé. Và hoàn thiện cực kỳ là kỹ ạ. Đó, hoàn thiện rất là kỹ đấy ạ. Và cái mẫu đục thì em đục rất là đẹp anh chị nhé. Và mẫu đục cũng như là khả năng đục chạm cũng như là kỹ thuật hoàn thiện thì hoàn thiện rất là kỹ. Chân bệ bên dưới là đục họa tiết là hoa lá tây. Và có hai chiếc tủ 60. Đó, em làm cho một anh khách hàng ở trên thành phố Hà Nội. Thì đây là cái sản phẩm tủ trơn. Đó, ván cánh để trơn. Như là cánh cũng rất là dày đây ạ. Đó, ván cánh soi rất là dày anh chị nhé. Đường toán nhân rất là sâu. Ván cánh em làm với độ dày là 2 phân rưỡi ạ. Và ngoài ra thì em có sẵn rất là nhiều các sản phẩm như là tủ góc 70, 60 và những cái sản phẩm tủ rượu ở bên trong nhé. Thì anh chị nào ở gần thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và địa chỉ của sở em thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, chất liệu gỗ hương đá. Và ngoài ra thì em có nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và tất cả những sản phẩm tủ rượu thì em đều có lắp đèn nha anh chị nhé. Đều có lắp đèn để tăng độ phản chiếu cũng như là để trang trí thêm. Và khi anh chị để những vật dụng hoặc là những đồ trang trí hoặc là những đồ lưu niệm ở bên trong thì nó sẽ tăng độ tương phản thì nó rất là đẹp. Toàn bộ là hàng kỹ anh chị nhé, rất là dày dặn. Khung cánh toàn bộ là dày 3 phân rưỡi. Và anh chị ở xa thì có thể kết nối qua Zalo để sở em sẽ tư vấn thêm về những cái sản phẩm tủ rượu. Và video clip của em cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.